thấy gì chưa? Cá. Ê, ê, chạy dữ vậy. Cá bự. Gì anh biết gạo gì không? Gạo gì? Gạo gì? Ngon vậy. Gạo gì? Gạo nấu cháo. Đúng rồi. Chị nấu cháo gạo. Trời. Nấu cháo gà màu vậy hả? Gạo đó đó, gà màu đó. Ừ. Nhiêu bao? Biết đâu thằng Thủy nó mua nó xách lên á. Nấu cháo thôi giờ mấy màu đảo. Nấu cơm thì ăn cho nó dễ dữ lắm luôn mà nó ngán. Thôi, dễ dữ lắm, ngán, ngủ trong đây. Dạ Tùng cùng mấy anh chị em, xin kính chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại thì Tùng cùng với anh Nghĩa đang trên bè nhà của anh chị hai Tùng. 1 2 3. Anh Nghĩa thì đang dọn chén đũa. Ơn. Chị hai thì vừa nấu xong cái nồi cháo rồi cả nhà ơi. Cơm ăn. Rồi. Đi ra. Hôm nay anh Nghĩa mình có văn câu nha, văn câu màu dế mà giờ này đang trời nước. Đói quá, đi vô trong bè, anh chị hai mình có nấu nồi cháo. Giờ mình ăn mình lấy sức hồi mình đi gỡ cá xác anh nha. Mày gỡ cá hú. Cá hú à? Vậy cá hú. Ừ tí anh, tí anh. Giờ chịu cá hú là sao hơn rồi phải không? Dạ rồi. Ông ngồi bên nào? Ký. Dạ rồi, thì à, tính đi cái đào xác cho giang chúng thì cũng có 4-5 kg à. Còn cá đào hú này gì chịu thì 1-2 con bự lụm tiền. Lụm 2-3 kg thôi. Cá nhà cá lồng tông khô quẹt. Cá lồng tông khô quẹt. Ăn với cháo. Trời. Không, cháo này không phải cháo trắng. Cháo gì? Ai biết ở nhà anh hai nấu, chị hai nấu mà. Cháo đèn. Cháo gì? Cháo đèn. Đâu có. Cháo đèn. Cháo gạo lứt mới. Mới hôm qua mới nói ăn cơm gạo lứt đây. Đây nè nè, tôi cơm đi hai cái cơm gạo lứt nữa kìa. Ơi có dưa hấu luôn. Có sườn kho luôn. Đầy đủ đồ ăn nha. Ai muốn ăn cơm thì ăn, ai muốn ăn cháo thì ăn. Sườn gà mặn. Trời ơi, nó chui nó đậm, nó đậm kìa. Nè mày muốn tao không muốn. Tưởng đâu mày ăn đi tông vinh nha. Thôi chút xíu cho con này. Chút xíu ăn sao đi Lu ơi. Thôi cái tô này để nguyên đi, ăn trong cái đó đi. Có ăn lại đi. Lu. Tại nãy múc ra cái mà ăn lại. Múc lại đi. Đây rồi, Tùng mời cả nhà. Kiếm cháo này. Ê. Cái này nhìn sơ sơ tưởng cháo đậu đen không à. Ha nè. Trời lại đi. Nó có lết quá trời. Tùng mời cả nhà cháo ăn với này cái gì quên à. Cá lồng tông khô khô. Cá lồng tông khô khô tấp mỡ. Ăn với cháo. Quá ngon rồi cả nhà. Cái này ăn cơm mà nước này mà chấm rau chắc chết. Cái này trời lạnh nè, mình ăn cũng ngon. Trời lạnh ăn cũng ngon mà trời bữa sáng anh nghe. Này trời sáng mà gió bất á. Ăn là đúng bài. Ăn không? Rồi. Rồi. Hả? Hèn chi nó không ngon. Ông này ông ăn rồi. Em Đạt ăn rồi nè, thôi vậy mà còn làm thêm miếng dưa hấu nữa kìa. Ăn vậy mà không thấy lên ký nào hết trơn. Thôi mình trở lại với lại cái chén cháo của mình cả nhà ơi. Vô, cùng mời cả nhà. Quá trời ngon. Ăn miếng tép mỡ nữa nè. Tuyệt vời. Quá ngon. Thì chút xíu nữa anh em mình đi cuốn câu, Tùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ thì anh em mình ăn tiếp. Tùng mời cả nhà đi kéo lưới cùng với em Đạt. Phía trước màn hình là em Đạt mình cả nhà ơi. Nãy giờ thì anh em mình di chuyển bằng xuồng máy, chạy một hồi thì cũng mới tới được cái tay lưới rồi. Tới đầu lưới rồi, tới thùng phao với cái đèn rồi. Nãy cũng mưa lớn lắm, mà giờ này thì bớt rồi. Còn lâm râm thôi. Đây là lưới một màng, mặt lưới 8 phân. Em Đạt mình thả ngầm sát đáy sông neo một chỗ. Chủ yếu là bắt cá sủ. Hôm nay là một con hookro thiệt là bự đi. Từ 8 hổng chứ không qua ký mấy. Banh được không? Khỏi.
cá không eo à. Qua còn luôn hả? Qua còn. Còn bắt cá xuống còn. Giờ này ai mà say rượu hay nhìn không định hướng được đó. Nhìn đâu mà vòng vòng toàn là đen đen không? Chứ không có nhìn ra được cái lạch sông bên đây bên kia hết anh. Chỗ này mình nhìn thấy nè. Thử coi nhìn vòng tròn coi, không biết bên nào bên mình luôn đó. Tao nhìn được. Trời ơi, ủa sao lộn quẹo luôn. Lên cục đá neo. Gà mưa bão quá chừng. Đạt nghỉ được có mấy bữa rồi. Bữa nay liều đi luôn hả? Thấy em yêu đi. Không gà bữa nào anh cũng trực chỉ hết trơn. Anh Nghĩa với anh Tèo, anh Hai. Ông Văn Cầu. Ông gà dầm mưa riết cũng bệnh. Ý là lúc mà tới nước mà cuốn câu rồi ha, thấy trời mưa tới là ở trong nhà đợi chút xíu đó, bớt mưa mới đi đó. Mà mưa đi ra một hồi thì cái đầu mưa tới nữa. Mưa dài, mưa lớn. Quá chừng. Được ok con, đó cá mày dinh. Những cái mày dinh luôn. Hay con cá ông lao. Mày Vinh thấy dưới đây đi. Đây coi, chứ thấy trong kia hồi nãy đúng không? Thầy lại ra đi. Mày Vinh nó hay lắm, để trong cái đục chứ nó hồi là nó bay ra. Mình để trong lỗ lù vậy hồi không sao. Chứ nào mà mình bỏ nó vô xong rồi mình đậy nắp đục rồi á. Đậy sạp lại thì không ra được. Đó, cá sủ. Một con cá sủ. Hồi nãy em Đạt nói lúc mới qua anh em Đạt xả lưới bổ được hai con. Có đó không? Có này ạ. Bây nãy mới mở nắp đục thấy có cá. Để ngoài luôn hả Đạt? Để ngoài. Này nãy bơi bịch bổ chặt điểm. Mà mày Vinh nó đâm dữ đó. Này mũi xích xuống chứ khoảng 50 thước, 100 thước đúng không? Hồi nãy Tùng đi cuốn câu với lại anh Hai nên không có bơi tiếp em nữa được. Chứ nãy phải có anh bơi rồi đỡ rồi. Ngay điểm được ha. Từ từ. Quơi bốn bữa đi. Chờ đợi chết quất quá. Có cây không? Tới cái đèn xanh đó của mình nữa hả? Đèn xanh đó đó. Ủa đèn câu có nghĩa ở đâu? Không biết nữa. Tao xích chết á. À thấy. Đèn mẫu 4. Lâu là được con sơ quá ta. Ê sao em không bổ ngay cái điểm quyền thoại của mình rồi. Cái ngát cá sủ ở đây. Xích vô trong á. Bổ cái này qua còn dữ không? Cá ngát này có cá ngát đâu. Kiếm bổ cá sủ. Nãy anh Hai dân câu được con cá ngát. Dính cái học trò luôn. Cá học trò ăn dế. Ủa lộn ăn tép chứ lộn. Cá trò ăn tép. Còn bữa trước thì cá sủ ăn dế. Rồi cái sủ dế dần dính hoài. Ừ. Tính cũng còn, bữa nay nước lên tiêu viên cũng còn. Có cái sủ rồi không có ta.
chặt điểm không dính á. Cá sủ khô thì cái gì sớm lên điểm huyền thoại cho anh múa được. Biết chứ được làm gì. Chả anh dễ canh có đáy dễ canh. Đấy. Đó kiếm cá hú đó hả? Hú mà xa đó. Im vuông trời. Đó. Được cá sủ nữa. Sủ đực. Tùng vừa nghe nó kêu. Đó, kêu nữa. Đó. Trời ơi, nó cho lên tốt trên đây luôn. Không lưới được không? Hả? Lên đá hả? Lên đá nó cho gì hả nè? Ủa? Chưa lên đá đâu. Chưa mà. À, ý em nói mỗi lúc mà bộ lưới hả, nó cho vậy hả? Đâu, hồi nãy đây mà. Ở đây. Chưa rồi. Vậy mà vậy mà quýnh vậy mà thách trời. Rồi hai lỗ rồi. Tại vì thường trong một buổi đi kéo lưới á, là mình phải khấu hao cái tiền lưới gấp của mình ra hết. Ví dụ trung bình thôi, trung bình nếu như bữa nay không có ủi không gì á, mình cũng phải bỏ ra 100 ngàn để mình đóng lưới mới, rồi tiền xăng cộ lên chi. Bữa nay em đạt này nhắc lưới này với được hai con cá sủ rồi, trời đâu được 1 kg đâu. Rồi hồi nãy được 2 con nữa, vậy là 4 con này được ký mấy gì rồi, dắt ký mấy bán được có 100 mấy chứ. Quốc lỗ hết lứ luôn. Hai cái mẹ đi vinh để về kho ăn, cái sổ mời đi bán bù lại tiền xăng lỗ tiền lứ xong luôn cả nhà. Anh nghĩ cái này cũng lứ trong này. Mình được 2 con cá sủ ở đây với 1 cá mè vinh. Kia mình còn con cá mè vinh với lại 1 cái học trò em đạt chính hồi nãy nè. Con xong rồi anh Nghĩa. Anh Nghĩa cũng xong luôn rồi. Tính vô coi anh làm sao, tình hình sao rồi nè. Có không Nghĩa? Có cá không á? Đúng. Tao dính cái ống nữa hay vậy? Dính cái ống luôn. Có cá gì? Cá sủ. Đâu? Kìa. Cá sủ học trò. Đừng, đừng con cá sủ kìa. Thương hết. Bự ngu mình người ta. Ổng lên thương rồi. Có 2 con rồi. Lưới 8 con quá, học có. Ờ. Bữa nay chắc quốc. Nghĩa rồi, được cá sủ này chừng gần 1 kg. Vậy rồi. Này chứ quất anh nghe. Học trò đâu? Học trò thả luôn hả? Nghĩa, học trò chưa được luôn hả? Học trò sống sao? Anh em mình sẽ chuẩn bị đi cuốn câu cả nhà, cuốn câu màu dế. Anh Nghĩa đang chuẩn bị cái máng này cho con cá nó trượt nước à. Đã thấy này chưa? Không biết thấy chưa ta? Chưa. Cái này nè. Ừ. Canh nước rồi giờ. Bây giờ thì em đặt về. Hùng sẽ tiếp tục theo anh Nghĩa để đi cuốn câu. Sau một hồi di chuyển bằng xuồng máy, anh em mình cũng đến được đường câu rồi. Rồi anh em mình đã tới nơi rồi cả nhà. Phía bên đây là một cái ống nước, anh Nghĩa dùng để cho cá nó chạy theo ống nước này để vô đục luôn, khỏi ông mình thấy. Rồi, tới được cái đầu phao rồi. Rồi anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa chào khán giả kênh mình.
Im. Đi ba. Im im. Vừa kéo lên cái neo anh nghĩa mình thăm thử coi có cá chạy không. Để có đồng tỉnh nha coi nha. Có tín hiệu từ dưới đá sông gửi lên. Mạnh không anh? Tín hiệu mạnh không? Mới nhóng nhẹ. Để luôn đi. Rồi. Đó, thấy không? Đúng không? Hết biết. Hết biết con cá khủng. Không còn. Rồi xong hiểu luôn. Nó bự, cái con nhỏ nhỏ này chứ nó ham ăn. Vô khương cứu luôn. Bác sĩ bó tay hả bác sĩ? Xong lấy nguyên đùm ruột luôn. Cá sống không nổi. Nước xuống nhẹ. Trời ơi. Nó chân nhất. Ồ. Ba sa. Một con ba sa nuôi đầu tiên. Ba sa này là ba sa tự nhiên nha, nhưng mà anh em mình hôm nay bắt con này về á, mình chưa có bán được thì mình để vô dèo mình nuôi á, mình gọi là ba sa nuôi, ba sa cưng. Con này chưa có nước hay gì vậy? Có nước nó chưa chảy. Xa nữa. Như anh Nghĩa nói trước rồi, nhân màu dế giờ không có chủ yếu bắt sát sinh kỳ nữa, là hú với ba sa. Đó, đó, đó. Ơi, có lý anh Nghĩa ơi. Cá này có ăn à? Thấy nãy giờ cái đường ống của anh là nó hoạt động hiệu quả hơn ngoài bữa rồi đó. Ngoài bữa nó bị tắc nghẽn hoài à. Nay chân chu rồi ha. Im. Được chứ. Đó, ba sa nữa kìa. Này ba sa con ăn mạnh quá. Quá xa lần. Nhảy dữ vậy. Sinh kỳ. Cá sát cá sinh kỳ thì anh Nghĩa mình sẽ để riêng vào cái thau. Cá này anh Nghĩa mình sáng bán chợ. Còn cá hú ba sa con thì bán cho anh hai của mình, anh hai Tèo. Anh nuôi trong cái bè, trong cái dèo nhỏ. Nuôi vài tháng cái mình mà bán. Tại vì cá nhỏ thì tầm khoảng cũng phải tầm 700-800 gram cả ký mình mới bán chợ được đó nha. Bán cho bà con mình dùng để làm thức ăn được. Còn cá nhỏ nhỏ quá cũng chưa có ngon nên không ai mua chứ. Mình phải nuôi lại. Bữa này khỏe nè. Nó hết mồi. Cái cá ăn mạnh mà sao không dính câu ta. Hết mọi gì trên rồi. Lúc này nó vắn lại ta. Hết mọi trên luôn á. Vậy là nó ăn đúng không? Ừ. Vậy là mấy con cá chỗ này nó khôn hơn mấy con kia.
cá đây kìa. Em nghĩ là nó tháo con dế ra rồi nó mới lẫm anh nghĩ ơi. Chắc vậy quá. Khôn dữ à. đầu hay dữ. ba con cá nhỏ. Ba con cá nhỏ nó ăn. Thôi ơi, đúng thì cá này mới nó mới nở luôn. Thấy gì chưa? Cá. Ê, ê, chạy dữ đây. Cá bự. Ôi. Đảo. Trời ơi, vớt cái này hàng chi không dính rồi. Cái cá vợt ngược. À vậy hả?